Dạ, xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, những khán giả thân yêu của kênh Bonsai Lục tỉnh miền Tây. Thì địa điểm giao lưu hôm nay thì mời quý cô chú cùng ghé lại nhà của anh Liền ở xã Tân Hòa của huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Ở cô chú ha, một cái khu vườn với rất là nhiều cái cây bonsai đẹp để mình tham khảo giao lưu. Thì hôm nay anh Liền đặc biệt cái clip này anh Liền sẽ giới thiệu đến quý cô chú là một cái lô cây bonsai, cây ăn trái của chú ơi. Hôm nay là toàn bộ cây ăn trái thôi. Thì con thấy gồm có 3 loại của chú ơi. À 4 loại: mận nè, vú sữa nè, một cây lý với lại sơ ri. Đó. Thì mời cô chú cùng theo dõi chi tiết với anh em tụi con nhé cô chú. Cô chú yêu thích kênh thì xin mời cho con ủng hộ cho con một đăng ký, đồng thời mình nhấn cái chuông thông báo để khi có clip mới cái mình sẽ giao lưu. Đây, thì con sơ lược qua cái cho mình xem rồi mình sẽ đi chi tiết từng cây. Đó, lý rồi mận rồi vú sữa rồi sơ ri. Đó, cô chú yêu thích dòng cây ăn trái hoặc là mình để sân vườn thì mà mình sẽ xem kỹ giúp con ha. Rồi em chào anh Liền ơi. Dạ, em chào anh Khánh. Dạ, em xin chào cô chú anh chị đang xem trên kênh Lục Tỉnh miền Tây ha. Hôm nay em cũng lên một cái clip thứ hai ha, là xin giao lưu với cô chú anh chị là mận các loại cây ăn trái ha. Rồi. Dạ, cũng rất mong cô chú anh chị xem vui vẻ và ủng hộ em ha. Rồi tiếp tục là mã số 27. 27. Đó, có nhiều cây độc đáo của chú mình đang nuôi. 27 là cây sơ ri ha. Cây sơ ri. Rồi, tiếp tục mã 27 là một cây sơ ri. Rồi, Khánh cứ đi vòng cho em ơi. Rồi. Cái này không có quay được. Anh cho em cái chiều cao luôn đi, cái em Rồi. đi trong đó luôn. Chiều cao tài ngang này. Anh cũng sửa máy nước dây à anh à. Dạ. Tay cạnh con thấy nó Cái lớn này em lớn. cắt giật hai lần rồi. Cây này cao khoảng 1m4 anh. 1m4. Dạ, Rồi. 1m4. Tán ngang hết thước dây luôn anh hết ơi. 1 mét rưỡi. 1m6. Có hơn luôn anh ha. Hơn 1m6. Mình tính 1m6 rồi chú Dạ. ơi. Rồi, anh đo luôn đi, em đi dọc luôn. Này, huỳnh thân nó chỉ có một. Đây em đo vị trí cái này ha. Rồi. 63. 63. 63 huỳnh thân. Đây. Cây vậy đây cô chú. À già nó lên khía khía gần gần vậy đó anh ha. Dạ. Cái này 2 năm rồi anh. Nè, cành Một cốt cô chú, nó tỏ ra vậy nè. cành em cắt cắt giật hết một lần rồi Rồi, em thấy rồi đây. Đây nè cô chú, những cái cành này nè là anh sửa lâu rồi ha, bắt đầu ra cái đoạn này là mình cắt giật lại thôi anh ha. nè. Cành to. Đi qua đây cái nữa tròn vòng cho cô chú xem. Rồi báo giá giúp em luôn đi. Rồi cây mã số 27 này là 8 triệu á, em giao lưu cô chú anh chị là 8 triệu. 8 triệu. Dạ. Cũng xếp 200 cây. 200 cây. Đây. Chọn xe ha cô chú. Rồi có tại vườn thì có giảm gì không? Tại vườn em giảm 1 triệu rưỡi á. Tại vườn giảm 1 triệu rưỡi ha cô chú. Dạ. Giá là 8 triệu. Tại vườn thì là 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. Đó, sơ ri ha cô chú. Dạ, sơ Rồi ri. chơi bông chơi trái luôn. Cây này sơ ri ngọt nha cô chú. Sơ ri ngọt luôn ha sơ ri ngọt. Cái cây bên đây là cây sơ ri chua nè. Đây. Cái tàn tròn vo cũng dễ thương lắm cô chú. Dạ. Đó. Chực một lớn cốt. Nha. Lớn nha. Tàn. Rồi. Lớn, tay cành lớn. Ừ. Đây, như cái tay cành bên đây là tay cành mới nè. Dạ. Đúng không anh? Tay cành này này là mới mới nước đầu tiên hay gì nè. Cây này 4 tháng nè. Đây cô chú. Cây mã số 28. Bên kia tay cành to to không ha, còn đây là không? tay cành mình mới vô dây nè. Cái này em mới vô dây. Nhưng mà cây này ra cây nhìn mà cũng rất em là cũng bao sống độc khỏe đáo. ha. Cây sống vui sống khỏe. Thân cao nó vậy là 1m3. Rồi 1m3. 1m3. Cái này tầng ngang này còn nhỏ à. Còn quăng 1m2 anh. Rồi ngang 1m2. 1m2. Đặc biệt là đó. Em vô thông số một luôn cốt á. đi lên ha. Một cốt đi Đây. lên, nguyên một cọng Đây. cây rất là sum xê đầy đặn luôn. Đo hai thông số ha, đo dưới cái nha. Rồi cái này nó có ở dưới là 90 nha, cái cổ đế này anh ha, dạ ở dưới là 90. 90. Rồi ngay cái còn eo, đo ngay eo trên, eo trên là 75. Rồi 75. 75. Rồi đường kính đế luôn giúp em đi, cái này có nè, rất là to chứ. Dạ, kính đế tới đây là 70. 70. Này vô chậu 8, em vô chậu 8. Rồi đang rút đế vô chậu 8. Dạ. Nước dây đầu tiên anh ha. Dạ.
nước về đầu tiên. Cô chú thấy cái tay cành nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó khá là khỏe, sung nha cô chú. Cái này xay xay được anh. Rồi anh vậy anh xay giúp em xay vòng. Một vòng. Rồi xay vòng đi rồi. Cây này đế dách chữ A đẹp lắm cô chú anh chị. Đế đẹp đều cô chú. Thần to ha, không một bọng, không lũa gì hết trơn anh không, ha. Không anh. Đó, cô chú thấy một cốt to. Đây em xay một vòng nữa em báo giá luôn ha. Rồi. Đó. Rồi cây mã số 28 em vô lưu 7 triệu. 7 triệu. 7 triệu. Như tại vườn thì em cũng bớt 1,5 triệu ha. Em rồi tại vườn bớt cho mình 1,5 triệu. À, dán như bạc phong anh ha, siêu siêu ha. Dạ. Đó. Vậy mình tùy chỉnh lại nha cô chú. Ảnh vô dây định hình rồi cô chú ơi. Mỗi ra đầu cành hết trơn anh ha, cũng khéo ha. Rồi mã số 28. Tới hai mã số 29 là cây mận đỏ luôn ha. Rồi một cây mận đỏ, cây này bonsai 29. Tay cành lớn, cây bonsai này 29 là cây này là cây mận đỏ trái nhỏ ha. Mận đỏ trái nhỏ. Dạ. Trái bằng vào cái vậy đó. Cái da nó màu đỏ đỏ xù xù vậy anh ha. Mận xưa, mận xưa. Mận xưa ha. Dạ. Đây nè. Cái này rắn thú. Cái da đỏ xù xù vậy cô chú. Ừ. Nó không có láng anh ha, nó sần dạ. Xù vậy đó. Cái này nó có cái ngấn này giống như cái cổ của con thú gì nằm ha, có cái ngấn luôn ha. Dạ. Rất là độc luôn cô chú. Cây siết dây quá nè. Rồi. Rồi, cho thông số đi anh ơi. Đây. Qua đây. Cái rắn thú nằm cô chú ơi, bỏ chân cẳng từ này. Mặt bầu lên rắn này là 84. Rồi 84. Thằng ngang nha là 100. Rồi ngang 1 mét. Phần thân nha, đo trên này nha. Này là 45. Rồi 45. 45 hoành. Anh đo cái chiều dài của cái này luôn giùm em. Đế hai ba lớp của chú, ở đây, đây có ha. Dưới này có mà đây đế nó cũng đúng rồi. Đây xuống đây là 43. Nó cũng xù luôn cô chú ơi. Dây thì con thấy nó siết luôn rồi. Mận này trái nhỏ nhỏ như là mận quần yến vậy. Rồi. Rồi giá sao đây anh? Rồi cây mã số 29 nè, em vô lưu là 5 triệu. 5 triệu. Dạ. Cũng ship 200 cây ha, 200 rồi có cây. Tại chỗ gì không hay là tại chỗ em bớt 500 ha. Cây bớt này. 500. 5 triệu anh ha. Dạ. Một cây mận dáng thú của chú. Mã số 29. Lưng nó nè. Cái rễ nó cũng xù đó cô chú ơi, nó không có thẳng ra ha. Dạ. Nè. Đây. Rễ đều hết trơn. Rồi giá là 5 triệu. 5 triệu. Một cây mận đỏ mà trái nhỏ nha cô chú. Kế tiếp là mã số 30 nha. Rồi 30. 30 là cũng cây mận đỏ luôn. Rồi 30 cây mận đỏ luôn. Mận đá đường. Mận hồng đào đá đường á anh ha. Hồng đào đá đường. Em xem một vòng cho cô chú anh chị xem ha. Mận hồng đào đá đường ha cô chú. Cây này thì cũng mới vô có nước dây cô chú anh chị. Mới có nước dây đầu tiên. Nó trên này nó có u cục, nó có đầy đủ hết trơn. Đế này là bao đế đẹp luôn á. Bao đế là nửa sổ cái dành này ra là đế đẹp lắm. Rồi nước dây đầu tiên luôn hay sao đây? Dây đầu tiên rồi đó. Rất là sung khỏe cô chú. Dạ. Rồi. Này nó tăng cao ha. Trực tầng đa. Tầng đa. Tăng cao là 1 mét. Rồi cao 1 mét. Ngang 1m2. Rồi ngang 1m2 cô chú. Dạ. À nó có những cái cu cục u vậy nè. Nu nần ha. Dạ. Thân rất là lùng lực. Đây là 89. Rồi 89. 89 của anh. Là một cái quần eo á. Bao đế luôn anh ha. Bao đế đẹp. Bao đế đẹp luôn nè. Em cái này em thúc lại cho nó gọn á. Cái em này vô chú. Những cái đặc điểm này. Này vô chậu 8. Rồi vô chậu 8. Cho nó gọn. Cái bonsai lùng lực. Bonsai lùng lực thôi cô chú. Rồi em sang vòng em báo giá ha. Cây 30 này em vô lưu là 6,5 triệu ha. Rồi 6,5 triệu. 6,5 triệu. Trực tàn đa ha cô chú. Tàn đa. Trực lùng lực tàn đa. Đó cô chú thấy cũng xanh mướt mượt hết trơn, xung xê khỏe. Rồi giá là 6,5 triệu anh ha. 6,5 triệu. Là bao ship 200 cây. 200 còn cây. Nếu mà nếu mà tại chỗ. Tại chỗ thì em giảm 1 triệu ha. Giảm 1 triệu cho cây này. Dạ. Số nó 30. Già của chú, nó già, nó vậy nè, già nó vậy nè. Đó.
Dách rất là lùng lực cô chú. Từ đây xuống đây khoảng 4 tấc thôi. Có đế luôn mấy cây này. Rồi tiếp theo anh ơi. Theo là mã số 31. Và cũng là cái mận đỏ luôn ha. Mận đỏ luôn. Mận đỏ luôn. Chứ không phải hồng đào kia ha. Không, cây mận khác ha, mận này khác. Lúc mà bứng thì em biết cái mận đỏ thôi. Mận đỏ xưa, cái này cái mận xưa. Đây. Sùng xê nước dây này thứ ba, thứ tư gì anh hả? Hay là cái, sao cái đây? Này cũng à, nước thứ hai anh. Nước thứ hai ha. Ừ. Em thấy tay cành nó sung dữ vậy. Tay cành nó to với cô chú. Đây. Anh cũng ra dây nước đầu nó xiết rồi nè ha. Mình nhìn thấy những cái vết hằn nè cô chú. Đây, dây. Cái này cũng lùng lực luôn. Rồi. Hào hào giúp em thông số đi. Chiều cao. Cái này đế cũng đẹp luôn cô chú. Rồi, cái này tấn cao tới ngọn là 1,5 m á. 1,5 m. 1,5 m. Đặc biệt hôm nay dòng cây ăn trái không anh ha. Ăn trái thôi. Rồi, tán ngang vậy là 1,3 m. Ngang 1,3 m. Ngang 1,3 m. Cao 1,5 m, ngang 1,3 m ha cô chú. Rồi, vô bình thân cho mình xem. Vô bình thân. Đây, cái này cả, ha. Cả trăm không anh? Hoành này à, 90. 90 thôi. 90 hoành. 90 hoành. Còn bể đế sao đây? Đường kính. Bể đế này là 90 luôn. 90 đây luôn. Đây đó là 90 luôn. Cái đế chậu này 1 mét. Chậu này lọt lọng 1 mét. Rồi. Dán cây vậy nè cô chú. Từ phía dưới lên nè. À, chân cành thì xung xế hết trơn ha. Đầy dạ. Đặn hết trơn anh ha. Dạ. Cây này cũng không có một bọng gì hết á. Không một bọng gì hết. Chỉ có mặt cắt chân cành thôi. Dạ. Chỉ mặt cắt chân cành. Phía bên đây cái dách này vậy nè cô chú. Đế đều bốn phía. Đó. Cành nhánh xum xê. Nó ra đúng chỗ luôn cô chú ơi, đầy đặn luôn. Dạ. Và dách nó khía khía vậy nè. Đó. Cô chú yêu thích dòng cây ăn trái thì ủng hộ cho anh liền cô chú. Cái này mình đặt ở sân vườn rộng rộng cái mình chơi hoa chơi trái luôn cô chú ơi. Dạ. Kiện cây cổ. Này cây số 31 cây mận đỏ này em vô lưu 8 triệu ha. 8 triệu. Nếu cô chú anh chị nào có xe thì nhà thì lấy tại vườn thì em bớt 1,5 triệu. 1,5 triệu. Dạ. Là còn 6,5 triệu anh ha. Dạ. Cho cây này. Quá trình mình thì, cũng đã thuần, đã nuôi, đã dạ. Vô dây định hình. Em bao sóng cô chú anh chị. Cỡ này thì mình yên tâm hết cô chú. Dạ. Không phải là cái phôi mình yên tâm ha. Cái phôi gần cả năm hết rồi. Yên tâm rất nhiều. Tại vì cái mấy cái này là nước dây thứ hai dạ. Rồi. Đây cô chú thấy hàng dây xiết à. Ảnh mới vô đợt dây sau nữa nè. Đó. Rồi giá là 8 triệu. Dạ. Bao ship 200 km. Chậu 1 mét cô chú ơi. Chậu này nặng lắm. Dạ. Rồi tiếp theo anh ơi. Tiếp là cây 32 là cây seri ha. Một cây seri. Seri dán trực bay anh ha. Dạ. Cũng cây seri này, cây seri ngọt ha. Seri ngọt luôn. Seri ngọt. Nhìn ở ngoài đập vô mắt là mình thấy cái thân này ha cô chú. Thấy cái đường này. Cái cốt này to. À, bể rễ nè cô chú thấy cái chớn này đó anh ha. Dạ. Nguyên cái dòng này là rễ nó không đó ha. Rễ nó không á, rễ nè tới đây luôn nè anh. Rồi. Cái này luôn nè. Cái chậu này là 1,2 m. Một lòng 1,2 m á. 1,2 m không chú? Để lớn ở dưới không nè mà nó em không có khui. Tại hồi đó mình cây phôi mình cũng không dám nữa. Sợ nó tuột á, đâu dám. Rồi mà đối với mấy cái dòng này mình đâu có dám khui rễ nhiều cô chú. Cây này nè không có bọng lũa gì hết á. Rồi. Chỉ liên lạc luôn. Chút nữa em có báo cái nhánh ở đó nó cưa. Lúc hỏm nó cưa nó bị tét. Nhìn đưa ra ngoài nhìn nó hoành tráng cô chú ha. Để... Rồi anh cho em cái chiều cao cái, đi. Cái chiều cao á là 1,3 m. 1,3 m. Dạ, rồi. Cái tán ngang đây qua đó là 2,5 m. 2,5 m. Dạ, 2,5 m. Dạ. Mấy cây lớn lớn này anh đo sẵn hết trơn ha cô chú yên tâm ha. Rồi, vô cái hoành thân luôn anh này. Hoành thân này nhiêu đây. Nó khía, nó dặn, nó vậy nè cô chú. Cây già. Thì hầu hết là mấy cây seri thì nó vậy thôi anh ha. Nó dạ. nó khía vậy đó. Đây, hoành thân em báo luôn ha, là 105 dạ. ha. Rồi, 105 hoành ha cô chú. Trên này ha, 105 đó. Dạ, 105 hoành. 105 hoành. Rồi bắt đầu mình đo từng cái này không? Đo thí dụ như đo hai thân lên này nó thân này ha. Bên đây bên kia cho cô chú hình dung xíu nữa nè. Đây là 67. 67 cho cái thân đó ha cô chú. Đây là 77. 77 ha.
Đó, mình tạm gọi là dáng trực bay đó cô chú ơi. Bay. Một nhánh lên, một nhánh bay ra vậy nè. Thân lên, thân bay ra vậy nè. Anh cũng mới vô dây thôi anh ha. Vô dây đầu tiên. Nước dây đầu tiên. Cây này mau trái đó cô chú anh chị. Nhưng nó mà... già là cái đợt sau ngay chân cái mùa của nó là có trái à. Đây, cái đặc điểm này báo luôn đi anh ha. À, đặc điểm này là hồi đó cưa bị tét á. Cưa bị tét. Cái nhánh lớn nó bị tét nè, rồi em chưa có chắc keo lên đây, xong rồi em xử lý lại. Có gì mình đục thẩm mỹ là lại ha. Không có mục gì nè, kéo hết trơn rồi nè. Rồi. Tại có gì thì mình đục mình thẩm mỹ lại thấp, ha, công mình chắc chuyện quá keo chưa rồi ha. có làm lại á. Đây, có cái vết bên này nè cô chú. Cây thì no đầy vậy ha. Đây. Qua đây đây. Đó. Cái chớn cái bầu nó ra tới đây nè cô chú. Tới Đây, đây. Tới đây nè. Sát cái mí của cái chậu luôn. Cây chắc cũng lâu năm lắm rồi cô chú anh chị ơi. Anh đo 105 quả. Kéo về thước giùm em từ từ cái khoảng này xuống đất là bao nhiêu vậy? Cái đoạn 1 này nè. Từ cái nhánh từ này ha. Đúng rồi. Xuống ngay đây ngã ba là đó đó. 45. Rồi 45 ha cô chú. Rồi, từ đây xuống đây 45. Rồi nó bay ra vậy nè. Rồi. Để con ngồi xuống cái mặt này cho mình xem ha. Đó, bay ra vậy nè cô chú. Nước dây đầu tiên nhưng mà con thấy cành nhánh nó xung xê lắm cô chú. Đầy. Mấy cái này cũng nhanh anh ha. Dạ. Dòng này. Rồi cây này mình báo giá sao đây anh Liền ơi? Rồi cây này em cây mã số 32 cây sư ngọt em giao lưu 16 triệu ha. 16 triệu. Dạ. Thì em báo nếu mà giá tại vườn thì 13 triệu. Rồi, cây này đi thì cẩu đi thôi. Cẩu đi, dạ. À, chậu 1m2 anh ha. Chậu chậu này 1m2, 1m3. Rồi. Chậu hình chữ nhật. Ngang 1m2, dài 1m3. Dạ. Đó, cô chú, chậu rất là nặng cô chú ơi. Chậu này nặng lắm. Dày nặng. Cây này với chậu chắc cả tấn. Mình giao lưu về mình đặt mình chơi thôi cô chú, đâu có làm gì nữa. Giá là 16 triệu anh ha, tại vườn là 13 triệu. Dạ. Rồi, tiếp tục. Cây cuối cùng chưa? Còn hai cây nữa là cuối cùng. Đây là cây cây vú sữa cũng trắng luôn ha, cây này đã có trái rồi ha. Cây vú sữa trắng có trái rồi. Cây đây trái bông này cô chú. 32. Bông. À đang đơm đậu trái đây. À 33. À chính xác luôn ha cô chú. Em là... mùa rồi là có trái rồi luôn hả anh hả? Mùa rồi có trái luôn nè, đợt này trái nữa nè. Rồi em đã thấy rồi. Cây này nó già lâu rồi. Rồi. À, đang ôm bông nhiều lắm cô chú ơi. Ôm dạ. Bông toàn bộ mấy cái nhánh luôn. Đây nè. Cái bệ đế cũng rất là đẹp. Bệ đế nè cô chú. Đó. Cây nó cũng lắc hai ba đoạn nha cô chú. Dạ. Nó lên cái nó lắc nhẹ ra đây nè. Vậy nó siêu siêu. Cành nhánh này cô chú thấy nhìn có biết là nó già anh ha. Cái này 30 rồi. Rồi chiều cao nhiêu đây anh? Cái chiều cao là 1m5. Tán ngang vậy là 1m8. Ngang dài là 1m8. Rồi. Cao 1m5, ngang 1m8. Dạ. Rồi đo luôn cái ở trong này giùm em. Đây. Đo trên cái quần eo này là 69. Rồi 69. 69 quần. Dưới này hơi to ha. Rồi cái cổ đó là hảo hảo thử là như đây. Cổ này hảo hảo, cổ này 100. 100. Rồi cái đường kính cái đế luôn anh ơi. Đường kính đế là 80 anh. Đường kính đế là 80. Cái này vô trọng mét. Rồi đây hai cô chú, cái đế nè. Nở chà bè như cái vách núi vậy ha. Đây vách chữ A. Đây nó có cái điểm yếu chỗ này là đó sâu năng á. Giờ nó đang rồi. Kéo vô nè. Đó vậy đó. Rồi. Đấy, giống như là cái đường mòn vậy anh hả? Sâu năng á, mình không hay á. Sâu nó ăn này cô chú. À. Cái này mình muốn tạo cũng không được đâu cô chú. Cái này nó cũng có cái độc đáo như lụa, nhưng mà nó đang kéo vô nè. Đây. Mà chú sữa từ từ nó bít hết trơn à. 50 năm, 20 năm nó bít hết trơn. Như cái đường mòn ở bên đây thì đế nó cũng đều lắm cô chú. Dạ. Đế đều. Đế thì ok đó. Đây. Còn anh Khánh đứng xa xa em quay được một vòng nè. Chưa anh ơi. Đây để đi qua đây ha. Dạ. Nè cô chú thấy trái nè cô chú. À, trái đây. À, ôm nụ ôm bông nhiều lắm cô chú. Đây.
Để đứng xa xa ra, ảnh quay vòng cho mình xem ha. Rồi, anh Đây, em quay vòng cho cô chú được anh không? chị. Được, được, em báo giá luôn ha. Xem vòng em báo giá luôn. Cái này đặc biệt là đang bông trái luôn cô chú ơi, về là mình chơi liền luôn. Dạ. Rồi, giá luôn anh ơi. Dạ. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Đây, mặt này đi. Rồi, cái mã số 33 em giao lưu là 9 triệu rưỡi nha. 9 triệu rưỡi. Dạ. Cái này nếu mà tại vườn thì em giảm 2 triệu ha. Rồi, tại vườn thì giảm 2 triệu. Đây cô chú, có gì không rõ thì cô chú liên hệ số trên màn hình giúp con ha, thì ảnh sẽ cung cấp thêm cho mình. Rồi, Rồi kế tiếp là cây 34 là cũng là cây cuối clip đó. cây 34 cũng là cây cuối. Dạ. Đây một cây mận nữa anh hả? 34. Dạ, cái mận anh đứng đó em quay ngang vòng Rồi, đó. Nó ngược cái nắng này không nó anh? dính cái kia là anh Nó à. ngược nắng không anh? Được rồi anh cứ quay đi. Quay qua chắc Đây, dính rồi hả? để tròn một bên đi rồi chúc em đi ra ngoài kia. Đó, ha, cô chú. Ê, cái này nó nằm dán siêu anh Nó ha. dán siêu siêu vậy đó. Dán siêu siêu. Dạ. Đó. Rồi, đụng 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 đụng, được rồi anh này. Đây hai cô chú. Rồi, cho thông số giúp em luôn. Một cây mận đỏ luôn anh hả? Mận đỏ. Mận đỏ luôn. Tán cao là 1m3. Cao 1m3. Dạ. Cái anh siêu vậy là 1m5 nha. Rồi, Mét rưỡi. cái tổng cái bộ tàn là 1m5. Rồi giờ em đo Nguyên cái cái cục này là nhiêu đây? Cái cục này to cô chú ơi. em đo hai vị trí ha. Là 101. Rồi, 101. Rồi em đo trên này nữa ha. Này cái. Trên này là 93. Rồi, trên đó là 93. Rồi, cái bộ đế này nó trải ra nhiêu Trải đây? ra tới đây. Đó, bộ đế này rất độc đáo cô chú, Dạ. nó cũng có những cái cọng đế nó trải ra vậy nè. Cây này cũng mới nước dây nha cô chú anh chị. Mới một nước dây thôi. Dạ. Lớn quá, cành lớn chân mà mới nước dây. Rồi. Cái này cũng không có một bọng gì hết. Không một bọng gì hết, chỉ có những cái mặt cắt của cái thân này thôi anh Dạ. ha. Cắt của mấy cái thân này. Đây, mặt bên đây nè cô chú. Rồi báo giá giúp Rồi em luôn. cây cuối clip này em báo giá là 6 triệu rưỡi nha. 6 triệu rưỡi. 6 Nó triệu nằm rưỡi. cái dáng nó bò ra vậy nè cô Siêu chú. siêu nha. Siêu siêu bò bò. Dạ. Nếu mà tại vườn thì 5 triệu ha cô chú anh chị. Rồi bao ship là 6 triệu rưỡi trong cái chậu 1 mét anh ha. Dạ, chậu 1 mét. Rồi. Rồi cũng là cây cuối Dạ, anh cuối clip thì em cũng xin chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe ha. ha. Rồi. Và may mắn trong công việc. Và cũng rất mong cô chú anh chị ủng hộ em ha. À, em cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị ha. Vậy rồi, clip cũng khá dài ha cô chú. Con xin kết thúc ở đây ha. Cô chú yêu thích kênh thì xin mời đăng ký kênh ủng hộ cho con. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Thì ảnh cũng có nhiều bông trang Mỹ Hồng cô chú. Mỹ Hồng một cốt nè. Cô chú nào mình có muốn mua bán hay gì đó mình liên hệ ha. Nhiều lắm cô chú. Trang anh liền nguyên một vườn luôn. Các loại các màu luôn. Rồi con kết thúc cô chú ơi. Quá dài rồi. Hẹn gặp lại nha cô chú. Xin chân thành cảm ơn.